Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xe Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình đi cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé Vào chiều tối ngày 4 tháng 12, buổi lễ trao giải Man of the Year Award 2020 của GQ Trung Quốc đã được tổ chức với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí hoa ngữ. Được biết đây là sự kiện thường niên nhằm vinh danh các chàng trai có phong cách thời trang thời thượng nhất trong một năm. Quy là tạp chí về giới nam hàng đầu được xuất bản bởi nhà xuất bản Trung Quốc và tập đoàn Condé vào tháng 10 năm 2019. Tạp chí GQ đã có mặt ở 6 đại châu lục với hơn 150 triệu độc giả và 6,1 triệu người dùng trên mạng. Trước khi tham dự một sự kiện nào đó, các nghệ sĩ của làng giải trí hoa ngữ sẽ tranh thủ chụp những bức ảnh đẹp nhất của mình và chia sẻ lên studio ở mạng sau Weibo. Hãy cùng với chúng mình ngắm nhìn nhan sắc cận cảnh của Dương Mịch, Angela Baby, Lý Thấm, Lý Dịch Phong, Dương Dương, Thái Từ Khôn, Nghe Ni, Lưu Hảo Nhiên, Âu Dương Nana, Trương Nghệ Hưng, Đặng Luân cùng nhiều các ngôi sao khác sau đây nhé. Đầu tiên là Dương Mịch, mỹ nhân có vẻ xuống sắc, lộ dấu hiệu tuổi tác rõ rệt, da cổ nhăn nheo khiến fan xót xa. Angela Baby cũng trở thành công chúa của sự kiện khi diện chiếc váy bồng bềnh. Trong sự kiện khoảnh khắc Angela Baby bước xuống cầu thang đi xuống, quả thực là một khoảnh khắc thần thánh, tựa như một công chúa vậy. Mỗi lần Baby đi thảm đỏ là một lần khiến người khác kinh diễm từ tạo hình tới thần thái lúc nào cũng hoàn hảo. Giữa dàn năm thần mỹ nữ hội tụ, nữ diễn viên đàm tùng vận bất ngờ là người leo thẳng lên top một hot shot. Tuy nhiên, chủ đề được tìm kiếm không phải là nhan sắc của Đàm Tùng Vận trong sự kiện, mà là chi tiết kỳ lạ trên chiếc váy giao hội của cô. Khi tạo dáng trên thảm đỏ, Đàm Tùng Vận đã đưa tay tìm kiếm chiếc túi bên trong phần thân váy, khiến rất nhiều người bất ngờ. Từ khóa váy lễ phục của Đàm Tùng Vận có túi tiền đã nhanh chóng leo thẳng lên top một hot search Weibo trong sự tò mò của cư dân mạng. Tham gia sự kiện, Dương Dương trong trang phục Dun Hin xuất hiện trên thảm đỏ của sự kiện Di theo một phương thức rất ngầu và hoành tráng. Hai người mẫu che ô rồi mở ra để anh ấy xuất hiện. Dương Dương lúc đi xuống cầu thang cũng rất có phong thái bá đạo của tổng tài, quả thực quá đẹp trai, đánh thẳng vào thị giác. Ngoài ra trên thảm đỏ sự kiện Di hôm nay, nhãn hàng Dun Hin cũng công bố Dương Dương chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của nhãn hàng Global Brand Ambassador. Thái tử khôn trong sự kiện di quy diện một bộ âu phục màu trắng đen, tạo hình tóc bạch kim và mắt kính cùng màu, vẻ đẹp trai rất đặc biệt và ma mị tựa như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Trong phần phỏng vấn lúc đi tham đỏ, MC hỏi Thái tử khôn, năm nay tham gia có cảm giác gì khác không? Thái tử khôn trả lời một cách hài hước rằng mình đã già nên tóc bạc đi rồi. Người này cũng xuất hiện vào ngay lập tức gây chú ý với hình ảnh sang chảnh, thần thái lạnh lùng, chuẩn đại tỷ. Tuy nhiên thì nữ diễn viên đã gặp một sự cố đáng tiếc là khi MC phỏng vấn trên thảm đỏ, người ni phải mất một lúc mới trả lời được. Nguyên nhân xảy ra tình huống này là vì thời tiết đang rất lạnh, nhưng Nghe Ni lại chỉ mặc chiếc váy dạ hội vai trần. Ngoài ra cô còn phải di chuyển một đoạn đường thảm đỏ khá dài. Mặc dù lúc đầu vẫn bước đi rất bình thường, thân thái, nhưng lúc sau, Nghe Ni không giấu nổi biểu cảm rét bút khiến các fan phải xót xa. Mạnh Mỹ Kỳ tới từ rất sớm, khoe vi dù ngọt ngào tuy nhiên thì chồng có phần già nuôi trên thảm đỏ. Âu Dương Nana khoe body nột nà, đôi chân dài tít tắp với chiếc váy xẻ cao, tuy nhiên thì cũng có fan nhận xét phong độ của cô nàng giảm sút trong những lần đi thảm đỏ gần đây. Lý Thấm diện váy trắng dịu dàng và nữ tính. Lý hiện tham dự sự kiện với kiểu đầu đinh nam tính, phong trần nhưng vẫn rất lịch lãm. Trương Tân Thành lại lựa chọn bộ trang phục khá màu sắc thay vì tông đen, trắng cơ bản. Đàng Luân thì siêu điển trai, xoáy khí ngút trời, nam thần Lý Dịch Phong diện vét đen kẻ sọc cũng vô cùng bảnh bao và đẹp không tì vết. Còn đây là cận cảnh nhan sắc của Lưu Hạo Nhiên và Vương Tử Dị. Chúng mình là Hồ Sĩ Bít. nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!